Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp cuốn video số 2, tôi thăm vườn anh Nguyễn Văn Thực ở Văn Lâm, Hưng Yên. Đây là một cây xanh được các anh chăm chút chơi cũng rất là lâu rồi. Một cây xanh mà có cái tuổi đời cũng rất là cao. Qua những cái nét rễ, những cái địa y này, tất cả cái màu trắng địa y đã lên trên ngọn luôn. Lá của cây xanh cũng được cô nhỏ lại rồi. Cây xanh hai thân. Thực ra cái bệ rất cao, được xen kẽ một vài viên đá thôi, chứ không phải là ký đá. Một cái bệ hoàn toàn tự nhiên. Vâng, được đặt trên một cái bể cổ. Sở dĩ tôi nhận định đây là cái bể cũng rất là lâu đời rồi. Mọi ngày các cụ xây bằng gạch nghiêng này, xây nghiêng. Đấy, chứ không phải là bê tông cốt sắt như bây giờ đâu nhé. Mà anh gìn giữ được, bây giờ anh chơi cái cây xanh trên đấy, cái bể này. Vâng, mọi ngày là khảm bằng những cái mảnh gốm sứ này, cây tùng này, cuốn thư này. Chỉ có cái kỷ ở dưới là mới sau này thôi. Đẹp quá. Vâng, cuốn này chúng ta đi hết một vài cây xanh. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển đến những dòng cây khác. Anh Nguyễn Văn Thực thì có tiết lộ với Đỗ Sinh là anh mới chơi được khoảng độ dăm 7 năm nay thôi, mà anh tạo dựng được một cái không gian vườn với nhiều những cái đồ chơi rất là VIP như vậy. Không chỉ những cây hoàn thiện mà những cây phôi xanh Nam Điền anh được chấp nhận đưa về vườn mình là anh đã tìm đến những cái cây mà có cái bệ rất đẹp, rất là kỹ. Là chúng ta khám phá cái khu vực này, này. Tất cả những cái phôi xanh si anh đều đưa lên những cái bể đá cũ. Hay, chơi đồng bộ ngay từ bây giờ. Cho nên cái đồ đá ở vườn anh Nguyễn Văn Thực này, tôi nói thực ra là chúng ta đi hiếm gặp đấy. Đấy. Chơi rất kỹ rồi. Ngay từ đầu rồi. Những cái bệ xanh khá đẹp. Vâng, và đây là hình ảnh của một cốt xanh 8 tầng. Những cái cây xanh rất có giá trị từ tương lai này. Vâng, góc độ bây giờ nó còn đang tù. Tôi chỉ đưa được một ít bóng thôi, chúng ta cảm nhận.
Bây giờ Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của một số cây hoa trà. Mà thực ra ở cái dãy này, tất cả những cái bể, những cái chậu tròn rất đẹp có kỷ ở dưới đều là những chậu tứ linh. Khi ngắm những cái dàn cây hoa trà của anh Nguyễn Văn Thực này, tôi quá ngỡ ngàng. Chúng ta đi lần lượt vậy. Và đây là cây hồng phấn này. Sau hoa trà thì chúng ta đến với một cái bất ngờ là một cây mộc hương. Đúng anh em mách bảo tôi trong vấn đề đi săn tìm những cây mộc hương khủng, thì đây là một cây mà có lẽ là có cái đường vành lớn nhất trong những cây tôi đã gặp. Đây là cây bạch trà này. Đây cũng là cây hồng phấn. Và cái này anh cũng nên cho thợ lên bấm hết cái hoa này cho nó rơi xuống. Đấy. Cái nào nở rồi, chưa nở hoặc là khô rồi, đến giờ phút này là đưa hết xuống đất đi. Thậm chí cần lọc dăm để nó tồn tại cái sức khỏe của cây. Đây là một cây thâm hồng bát diện. Cây này thì nở về sau vẫn còn nhiều bông to đẹp. Cái mà đáng phải bình luận nhất đó là cái vị trí gốc cây. Và nó như là một cục đá luôn ấy. Khủng khiếp quá, cây thâm hồng bát diện. Đây là cây trà bạch. Và có một cây mà chắc tôi đánh giá phải không thể dưới 1,5 tỷ. Còn trên nữa thì bao nhiêu tôi không biết. Bởi vì tôi đã kiểm chứng cái vanh của cây này ấy, nó tầm khoảng độ 40. Và thoát thân khoảng độ cũng 40. Đó là cây trà thiền. Chúng tôi đã lên Tuyên Quang để săn tìm những cây trà thiền 700-900 triệu, thậm chí một cây 1 tỷ đưa về Long Biên cũng chỉ nhỏ hơn cây này chứ không được lớn như này đâu. Đấy. Hình ảnh của cây trà thiền tại vườn anh Nguyễn Văn Thực. Tôi có hỏi anh Thực thì anh nói là không, em không bán. Thực ra những cây trà thiền mà quý như thế này rơi vào nhà các anh có điều kiện thì khó mà cho ra. Tôi quay ở cái lúc này là gần 6 giờ tối cho nên ánh sáng nó cũng hơi kém rồi. Và bây giờ tôi chuyển sang một cái mảnh vườn bên cạnh đây thì chính là những cây mộc tôi muốn gửi đến hình ảnh các bác này. Đấy. Có cái vanh thân là gần sát mặt đất, đây là 86. Khủng khiếp quá. Nhìn thế này cứ như là anh ấy trồng mộc để xẻ gỗ. Đấy. Đấy. Một số những cây tầm nhỏ là những cây này đều thoát thân khoảng độ 1,2 m. Mà hoa thì trắng hết tất cả cây này. Đứng đây thơm ngào ngạt. Và ở vị trí này tôi cần thấy anh có cây chanh ăn quả. Chanh ta nhá, chanh xịn luôn đấy, chứ không phải là ghép huyết gì đâu. Và quả con đang sai chi chít luôn. Đấy. Sau cái đợt ra hoa mà quả đây, nhánh nào cũng có rất dày. Đây, tôi vít xuống một cành để chúng ta xem này. Ui, quả đấy. Cây chanh dáng hay quá nhỉ, dáng trực. Đứng ở trên mặt chậu là
hái quả được rồi. Ngoài ra còn có những cây hoa nhài. Chúng ta đang thưởng thức một cây nhài hai lá. Những cây nhài cổ. Đây, hai lá này. Gốc khủng khiếp không? Đấy. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta thưởng thức một cây nguyệt quế bóng rất to. Nếu chiều theo cái kích thước này thì chiều cao cây khoảng độ 3 mét rưỡi. Và tán cũng phải tầm đấy. Bởi vì gần như là tròn mà. Gốc bệ của cây nguyệt quế này. Nó hơi tối. Hơi tối, tôi rúc vào đây nó hơi tối. Khủng khiếp quá. Và cái bể này là đường kính vào khoảng độ 2 mét rưỡi. Và đây là một cây mộc hương, cũng là một cái tác phẩm cuối cùng tôi đăng tải hai cuốn video tại vườn anh Nguyễn Văn Thực, Văn Lâm, Hưng Yên. Cây mộc hương ta xịn đấy nhá. Bệ chân voi rất đẹp. Lên chia ba nhánh thân. Đẹp quá. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây. Thưởng thức những gương hoa mộc rất quyến rũ. Hoa trắng ở trên qua cái ánh điện này. Đẹp không? Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.